Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 4 Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 4 Tập 2, bài 92 Bài hôm nay là bài luyện tập Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm Đầu tiên chúng ta có 50m2 bằng bao nhiêu đề xí mét vuông thì các em đã được học 1 m2 bằng 100 dm2. Các em nhớ là trong bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị đo liền kề nhau, đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé. m2 và dm2 là hai đơn vị đo liền kề nhau. Trong đó m2 là đơn vị lớn, như vậy nó bằng 100 dm2 là đơn vị bé. Như vậy để đổi 50 m2 ra đề xi mét vuông thì các em làm như sau. 50 mét vuông thì các em phân tích thành 50 nhân với 1 mét vuông. 50 bằng 50 nhân 1. Bây giờ các em thay 1 mét vuông bằng 100 đề xi mét vuông vào thì các em sẽ có 50 nhân với 100 đề xi mét vuông. 50 nhân với 100 các em chỉ việc thêm hai chữ số 0 vào bên phải của số 50, các em được số 5000. Như vậy là 50 m vuông bằng 5000 dm vuông. Các em điền số thích hợp là số 5000. Tiếp theo là 2010 m vuông bằng bao nhiêu dm vuông? Tương tự như trên. 1 m vuông bằng 100 dm vuông. Như vậy 2010 m vuông. Các em phân tích 2010 thành 2010 nhân với 1. Như vậy, 2010 m2 bằng 2010 nhân với 1 m2. Bây giờ các em chỉ việc thay 1 m2 bằng 100 dm2 vào thì các em sẽ có 2010 nhân với 100 dm2. 2010 nhân với 100. Thì các em chỉ việc thêm 2 chữ số 0 vào bên phải của số 2010. Các em sẽ được số là 201.000. Như vậy, 2010 Mét vuông bằng 201.000 đệ mét vuông Do đó các em điền vào chỗ chấm số thích hợp là số 201.000 Tiếp theo là 10 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông Ở đây 1 km vuông thì bằng 1 triệu mét vuông Như vậy 10 km vuông Thì 10 các em phân tích thành 10 x 1 10 km vuông bằng 10 x 1 km vuông Bây giờ các em chỉ việc thay 1 km vuông bằng 1 triệu mét vuông. Thì các em sẽ có 10 nhân với 1 triệu mét vuông. 10 nhân với 1 triệu bằng 10 triệu. 10 triệu mét vuông. Ở đây 10 nhân với 1 triệu thì các em chỉ việc thêm vào đằng sau số 10. 6 chữ số 0 nữa. Như vậy lúc này các em sẽ có số 1 và 7 chữ số 0. Các em được 10 triệu 10 km vuông bằng 10 triệu m vuông. Tiếp tục là 900 deci mét vuông thì bằng bao nhiêu m vuông? Ở đây các em biết m vuông và deci mét vuông là hai đơn vị đo liền kề nhau. Trong bảng đơn vị đo diện tích, như vậy 1 m vuông thì bằng 100 deci mét vuông. Hay nói ngược lại, 100 deci mét vuông thì bằng 1 m vuông. Như vậy để đổi 900 deci mét vuông ra mét vuông thì số 900 các em tách hai chữ số 0 ra để các em lấy 100 đề xi mét vuông 900 đề xi mét vuông thì bằng 9 nhân 100 đề xi mét vuông bây giờ các em thay 100 đề xi mét vuông bằng một mét vuông vào thì các em sẽ có 9 nhân 1 mét vuông và bằng 9 mét vuông như vậy số thích hợp ở đây các em điền vào chỗ chấm là số 9 tiếp theo 51 triệu mét vuông bằng bao nhiêu km vuông thì các em biết 1 km vuông bằng 1 triệu mét vuông hay nó ngược lại 1 triệu mét vuông bằng 1 km vuông. 1 triệu có 6 chữ số 0. Như vậy ở đây 51 triệu các em tách 6 chữ số 0 ra thì các em sẽ còn lại là 51 nhân với 1 triệu. 51 nhân 1 triệu mét vuông. Và bây giờ các em thay 1 triệu mét vuông bằng 1 km vuông vào thì các em sẽ có 51 nhân với 1 km vuông bằng 51 km vuông. Số thích hợp được em điền vào chỗ chấm là số 51. Tiếp theo 2 triệu mét vuông bằng bao nhiêu km vuông? 1 triệu mét vuông thì bằng 1 km vuông. Như vậy 2 triệu mét vuông. 2 triệu các em phân tích thành 2 nhân 1 triệu. 2 nhân 1 triệu mét vuông. Bây giờ các em thay 1 triệu mét vuông bằng 1 km vuông vào. Thì các em sẽ có 2 nhân 1 km vuông và bằng 2 km vuông. Số thích hợp được em điền vào chỗ chấm ở đây là số 2. Tiếp theo em sang bài tập số 2. Viết số đo thích hợp vào ô trống theo mẫu. Ở đây chúng ta có một bảng. Cột thứ nhất là số đo, cột thứ hai là đơn vị đo là mét vuông, cột thứ ba đơn vị đo là đề mét vuông và cột cuối cùng đơn vị đo là cm vuông. Thì đầu tiên chúng ta có số đo là 1.980.000 đề mét vuông. Ở đây các em lưu ý là các ô hình màu xám thì các em không cần phải điền. 1 triệu 980 nghìn đề xí mét vuông các em đổi ra số đo có đơn vị đo là mét vuông. 1 triệu 980 nghìn đề xí mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông? Các em biết 1 mét vuông thì bằng 100 đề xí mét vuông. Hay nói ngược lại 100 đề xí mét vuông thì bằng 1 mét vuông. Như vậy 1 triệu 980 nghìn đề xí mét vuông thì các em sẽ tách hai chữ số 0 của của số này ra để các em được là 100 đề xi mét vuông. Các em tách hai chữ số 0 cuối cùng ra thì các em sẽ được là 1 triệu 980 nghìn sẽ bằng 19 800 nhân với 100 đề xi mét vuông. Bây giờ các em thay 100 đề xi mét vuông bằng 1 mét vuông vào thì các em sẽ có 19 800 nhân với 1 mét vuông và bằng 19 800 mét vuông. Như vậy số thích hợp các em điền vào ô trống ở đây là 19.800. Tiếp theo thì ô màu xám em không cần phải điền và ô cuối cùng là 1 triệu 980 000 đề mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông. Chúng ta có một dm 2 mét vuông thì bằng 100 cm vuông. Như vậy 1 triệu 980 000 đề mét vuông. Các em phân tích thành 1 triệu 980 000 nhân với một dm vuông và các em bây giờ các em thay một dm vuông bằng 100 cm vuông vào một dm vuông bằng 100 cm vuông các em thay vào thì các em sẽ được là 1 triệu 980 nghìn nhân với 100 cm vuông và các em sẽ được kết quả bằng 198 triệu cm vuông khi nhân với 100 các em chỉ việc thêm hai chữ số 0 và bên phải số nhân với nó thì như vậy các em sẽ được kết quả là 198 triệu cm vuông các em điền vào ô trống ở đây là 198 triệu tiếp theo các em có số đô là 90 triệu cm vuông đầu tiên các em đổi ra bằng bao nhiêu mét vuông ở đây chúng ta biết là 1 mét vuông thì bằng 10.000 cm vuông hay nói ngược lại 10.000 10 cm vuông thì bằng 1 mét vuông. Như vậy 90 triệu cm vuông. Các em tách 4 chữ số 0 ra để các em lấy 10.000 10 cm vuông. 90 triệu cm vuông các em tách 4 chữ số 0 ra. Khi tách 4 chữ số 0 ra thì các em sẽ còn lại là là 9.000. 9.000 nhân với 10.000 cm vuông. 90 triệu cm vuông bằng 9.000 nhân với 10.000 cm vuông Bây giờ các em thay 10.000 cm vuông bằng 1 mét vuông vào Thì các em sẽ có 9.000 nhân với 1 mét vuông Bằng 9.000 mét vuông Và ở đây các em sẽ điền vào ô trống là số 9.000 Tiếp theo là 90 triệu cm vuông bằng bao nhiêu đề mét vuông? Các em biết 1 đề mét vuông thì bằng 100 cm vuông hay nói ngược lại 100 cm vuông bằng 1 đề mét vuông. Bây giờ số 90 triệu các em tách hai chữ số 0 ra để các em lấy 100 cm vuông. Thì như vậy, 90 triệu cm vuông sẽ bằng 900 000 nhân với 100 cm vuông. 90 triệu có 7 chữ số 0. Các em tách hai chữ số 0 ra thì các em sẽ còn lại là 5 chữ số 0. Như vậy 90 triệu cm vuông sẽ bằng 900 000 nhân với 100 cm vuông. Bây giờ các em thay 100 cm vuông bằng 1 dm vuông vào thì các em sẽ có là 900.000 nhân với 1 dm vuông và bằng 900.000 dm vuông. Như vậy các em sẽ điền vào ô trống là 900.000. Tiếp theo các em có số đô là 98 triệu 351 mét vuông. Bây giờ các em đổi ra bằng bao nhiêu dm vuông?

800 triệu 035.100 đề xin mét vuông Như vậy các em sẽ điền vào ô trống ở đây Là 9 tỷ 800 triệu 035.100 Tiếp theo các em đổi 98 triệu 351 mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông Thì 1 mét vuông bằng 10.000 cm vuông Như vậy 98 triệu 351 mét vuông Các em phân tích thành 98 triệu 351 nhân với 1 mét vuông Bây giờ các em thay 1 mét vuông bằng 10.000 cm vuông vào thì các em sẽ có 98 98 triệu 351 nhân với 10.000 cm vuông thì khi nhân với 10.000 các em chỉ việc thêm 4 chữ số 0 vào bên phải của số 98 triệu 351 thì các em sẽ được kết quả là 980 tỷ 3 triệu 510.000 cm vuông như vậy các em sẽ điền vào ô trống là 980 tỷ 3 triệu 510.000 Tiếp theo em sang bài tập số 3, viết số đo thích hợp và ô trống. Đầu tiên chúng ta có các hình chữ nhật. Hình chữ nhật số 1 có chiều dài là 8 km, chiều rộng là 5 km. Như vậy diện tích của hình chữ nhật số 1 bằng bao nhiêu? Thì các em biết diện tích của hình chữ nhật được tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Ở đây chiều dài và chiều rộng đã cùng đơn vị đo là km. Như vậy chúng ta sẽ có diện tích của hình chữ nhật 1 là các em lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Tức là lấy 8 x 5 bằng 40 km vuông. Như vậy diện tích của hình chữ nhật 1 ở đây có số đo là 40 km vuông. Tiếp theo chúng ta có hình chữ nhật thứ hai có chiều dài là 8.000 m, chiều rộng là 6 km như vậy để tính diện tích của hình chữ nhật thứ hai thì các em phải lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Nhưng ở đây chiều dài và chiều rộng chưa cùng đơn vị đo. Chiều dài là 8.000 m, chiều rộng là 6 km. Như vậy các em phải đổi 8.000 m ra số đo có đơn vị đo là km. 8.000 m các em phân tích thành 8 nhân với 1.000 m. 1.000 m thì bằng 1 km, như vậy các em thay 1.000 m bằng 1 km thì các em sẽ có 8 nhân 1 km là bằng 8 km. Do đó diện tích của hình chữ nhật 2 là các em lấy chiều dài là 8 km nhân với chiều rộng là 6 km, 8 nhân 6 bằng 48. Như vậy ở đây diện tích hình chữ nhật 2 là 48 km vuông. Tiếp theo chúng ta có hình chữ nhật thứ 3 có chiều dài là 13.000 m, chiều rộng là 11.000 m và diện tích các em tính bằng bao nhiêu Ở à đây chiều dài và chiều rộng Đã cùng đơn vị đo là mét Nhưng nếu tính ra mét Thì nó rất là cồng cành Như vậy các em sẽ đổi ra km Các em sẽ đổi 13 000 mét Bằng bao nhiêu km 11.000m bằng bao nhiêu km Cho số đo nó gọn Thì như vậy đổi 13 000 mét, Các em phân tích 13.000 Bằng 13 x 1.000m 1.000m thì bằng 1km Như vậy các em sẽ có 13 x 1km Và bằng 13km Tương tự 11.000m bằng 11 nhân 1.000m 1.000m thì bằng 1km Như vậy các em sẽ có 11 nhân với 1km Và bằng 11km Do đó diện tích của hình chữ nhật 3 là Các em lấy chiều dài nhân chiều rộng Lấy 13 nhân 11 13 nhân 11 các em nhẩm Như sau các em lấy 1 cộng 3 bằng 4 Các em viết vào giữa hai số 1 và 3 Các em sẽ được kết quả là 143 Như vậy diện tích của hình chữ nhật thứ 3 là 143 km vuông. Tiếp tục em sang bài tập số 4, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Một khu rừng hình vuông có cạnh là 5.000 m. Diện tích của khu rừng là A e là 20.000 20 m vuông B là 25.000 m vuông C là 25 km vuông và D là 25 km vuông 5.000 m vuông Thì ở đây muốn biết đáp án nào là đáp án đúng thì các em sẽ phân tích và giải bài toán là như sau. Chúng ta có diện tích của khu rừng hình vuông là ở à đây khu rừng có dạng hình vuông cạnh là 5000 m. Như vậy các em tính diện tích của khu rừng, tức là các em tính diện tích của hình vuông có cạnh là 5000 m. Thì diện tích của hình vuông được tính bằng các em lấy số đo của một cạnh, các em nhân với chính nó. Tức là các em lấy 5000 nhân 5000 và bằng 25 triệu mét vuông. Bây giờ các em sẽ đổi ra đơn vị đo là km vuông để các em so sánh với các đáp án. Ở đây trong các đáp án đã cho thì 20.000 m2 là à, không đúng. 25.000 m2 cũng là không đúng. Như vậy để so sánh tiếp thì các em sẽ đổi 25 triệu m2 ra đơn vị đo là km2. Thì 25 triệu m2 bằng 25 x 1 triệu m2. 1 triệu m2 bằng 1 km2. Các em thay 1 triệu mét vuông bằng 1 km vuông vào. Các em sẽ có 25 nhân với 1 km vuông bằng 25 km vuông. Như vậy ở đây đáp án đúng. Tức là đáp án C các em khoanh vào chữ C. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh Nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên, đóng góp và xây dựng cho kênh Học Toán Online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.